Đây rồi, đây là thắc mắc của rất nhiều bạn luôn. Bật cái đuôi sờ tờ cũng đã mệt rồi, bây giờ lại còn bật cả sờ tờ sờ, nên thì đúng là mệt ngang đi combat chửi nhau, phải không các bạn? Nhưng mà có mình rồi, các bạn sẽ có cách giải quyết, yên tâm. Nhưng mà về cơ bản các bạn hiểu giúp mình là như này này. Trong quá trình người bản xứ người ta nói ấy, thì hầu hết cái từ artist, từ gốc ấy, từ artist này nó sẽ không bật âm T lên đâu. Hầu hết nó chỉ đọc là artist, artist. Rồi bây giờ mình sẽ chia làm 3 trường hợp cho các bạn dễ hình dung. Trường hợp thứ nhất là sau cái từ artist này, nó là một từ bắt đầu bằng một nguyên âm. Mình lấy luôn cái ví dụ của bạn nhé. Đấy là material artist are painting đúng không? Trong cái câu này thì sau artist là cái từ R. Từ R này nó đã bắt đầu một nguyên âm, thì hiển nhiên là bạn sẽ nối sang giúp mình. Nối sang, từ đằng trước kết thúc một phụ âm, từ đằng sau bắt đầu một nguyên âm thì mình sẽ còn nối mà, nối âm đúng không? Các bạn sẽ đọc là material artists are, material artists are painting. Thấy không? Nối âm S sang. Material artists are painting. Ok chưa? Đấy, vậy suy ra nếu như mà sau cái từ artist đấy nó là một từ bắt đầu một nguyên âm thì mình sẽ nối âm. Trường hợp thứ hai đó là sau artist là một từ bắt đầu bằng một phụ âm. Đây nhá, ví dụ we are both artists downtown đúng không? Mình có cái câu này. Đó, thế các bạn nhìn nhá, nếu như bình thường nếu mà các bạn đọc thì các bạn bật tất cả các âm ra, nó rất là mệt. Thế các bạn sẽ đọc là artists, sờ tờ sờ đúng không? Đó, but no, trong trường hợp này cái từ artist nó sẽ đọc như kiểu là nó bỏ cái âm TS đi luôn ấy. Nó chỉ đọc là artists, vậy thôi. We are both artists downtown. We are both artists downtown. Vậy thôi. Tóm lại trường hợp thứ hai đấy là không cần bật. Đó, đọc giống như kiểu là artists. Và cái trường hợp cuối cùng, trường hợp thứ ba ấy, nếu cái từ artists này nó đứng cuối câu nhá, thì có một số trường hợp, có một số người họ sẽ bật tất cả các âm lên. Còn không, các bạn không bật, it's ok, không sao cả. Hiểu vấn đề chưa? Nào bây giờ các bạn thử comment cho mình một từ mà nó cũng tương tự như cái trường hợp artist này xem sao nhé. Tức là nó kết thúc bằng sờ tờ, sau đó nó lại thêm S vào á. Tiếp theo các bạn muốn hỏi về bất cứ hiện tượng nào nữa hay cách phát âm nào nữa thì comment phía dưới cho mình biết nhé.